Đây là cả nhà. Tối nay thì bé Bill cùng với Thành Mỹ cả nhà. Đó. Bé Bill với Thành Mỹ à. Ôi, hùng nhau luôn. À, đứng im, rung. À, chiều nay Thành Mỹ với chị với Bill quay qua hung luôn. Nó bự nó dễ rung lắm, dễ lắc lắm. Đi em. Bill nhìn ra ngoài cả nha, dễ thương quá. Cái vậy chứ vài tháng nữa thôi rồi chạy lưỡng cẩn á. Dạ, buổi chiều nay thì anh Sang cũng chở bé Bull về rồi cả nhà. Ôi, quà đâu được nhiều vậy? Sang không về tới đâu cả nhà. Chị có đậu đại đi dìm dòm xe chị. Để đi. Vô mua hàng đúng không chị? Ờ, chị cái đậu xét vô đó đi. À, giao hàng. Dạ. Chiều giờ anh Sang bận lắm luôn nha cả nhà. Dạ. Dạ thì anh Sang với chị đó. Chị ơi cả nhà, đã lên xe rồi cả nhà. Đó. Chú tài xế đang lăn bánh chở anh Sang cùng với chị ơi đi cả nhà. Mấy Ken với lại mấy Tin cũng vừa học về luôn cả nhà. Mấy muối gì ạ? Trứng hả? Đó. Từ ngồi xe không á? Từ qua con. Ăn uống gì chưa? Có trứng gì ăn hả? Từ từ qua đường nha. Rồi ok. Ken đi mua trứng cả nha. Ăn trứng. Rất là đa số nó khoái ăn trứng. Dễ ăn. Xe dựng có duyên. Ở chỗ đậu rồi.
Dạ bánh chào đại đình ha. Hiện tại bây giờ thì shop chị Hồng Loan bây giờ là cũng chuẩn bị dẫn xe vô nhà hết trơn cả nhà. Chuẩn bị đóng cửa rồi cả nhà. Đó. Bên chào đại đình ha. Buổi tối hôm nay thì Thành Mỹ đang ở bên trong rồi đó nha. Đây là phía trước nhà chị Hồng Loan buổi tối hôm nay này cả nhà. Đấy. Nhân cũng xin phép chia sẻ lúc này xong hầu nhận đi về cả nhà. Cả nhà ơi, thì sáng nay thì cái này là cũng 2 ngày rồi thì nhà báo Xuân Minh có đăng một dòng cảm xúc. Sáng nay một fan của Bình Tinh gửi mình những bức ảnh này với lời nhắn: tặng anh, em ruột luôn có nhau lúc cần. Đó, cả nhà nghe một cái dòng trạng thái mà phải nói là rất là xúc động cả nhà. Đúng vậy, hai anh em tôi vui buồn gì cũng có nhau. Dạ. Nhưng quan trọng nhất là những lúc em buồn, những lúc em khoác lên rồi chiếc áo này, đội lên đầu chiếc khăn này thì tôi đều có mặt bên em. Em gọi tôi 2 tiếng anh ruột, nghĩa là anh em tôi đã xem nhau như ruột thịt. Hôm cúng ngày giáp năm của ba Vũ Linh xong, em tìm một góc vắng nằm xuống ngã lưng. Nhìn em mệt mỏi tôi thấy xót lắm. Từ Tết đến giờ em chạy xô, từ cải lương đến kịch nói, hát chầu khắp các tỉnh thành, chưa thấy em nghỉ ngơi được ngày nào. Gọi em là thánh bào cũng đúng, nhưng chưa đủ. Bởi hơn hết là do em yêu nghề, yêu khán giả. Bởi có những show từ thiện không có tiền em cũng hát. Đó, cả nhà nghe. Đây là tấm ảnh nhà báo Xuân Minh cùng cô Ngọc Quyền và cùng chị Ba Bình Tinh. Trong bức ảnh này á, thì mình nhìn thấy cô Ngọc Quyền rất là buồn luôn đó nha. Đó, nhìn cái nhà nhìn thấy không? Cô rất là buồn. Và tấm ảnh sau lưng của nhà báo Xuân Minh và cô Ngọc Quyền và chị Ba Bình Tinh đó là mẹ của chị Ba Bình Tinh đó cả nhà. Những cái tấm ảnh này cả nhà là Hậu Nhân cũng chia sẻ ở nhà mình. Đây là cái tấm ảnh đại diện của chị Ba Bình Tinh bên Facebook luôn cả nhà. Đó. Đây. Còn hai tấm này là lúc bịt khẩu trang của chị Ba Bình Tinh và nhà báo Xuân Minh. Đây tấm này nữa cả nhà. Đó, hai anh em. Phải nói là rất là nhìn rất là nhân hậu luôn và hiền cả nhà. Đây, đây là tấm cuối cùng. Phải nói là sau khi mà nhà báo Xuân Minh đó cả nhà đăng lên một cái dòng trạng thái á, thì được rất là nhiều cô chú bác như là anh chị em gửi những lời chúc, những lời hỏi thăm rất là nhiều. Đó thì phải nói là rất là cảm động luôn cả nhà. Thì nói còn nỗi đau nào hơn nữa, thì người mình yêu thương nhất, một người thân của mình đã ra đi. Đó. Thì phải nói rất là buồn. Đó. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc từ đây.
cảm ơn tất cả cô chú bác trong nước và cũng như là ngoài nước đã yêu mến đến chị Hồng Loan và đang quan tâm đến chị Hồng Loan trong những cái lúc gay cấn này. Hồng Nhân cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất là nhiều luôn. Dạ.